Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn tối hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2023 và bây giờ là khoảng hơn 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi tối chúng ta đang có mặt ở đây là ngã tư đường là Võ Thị Sáu cũng như là Hiền Vương với lại Hai Bà Trưng. Thẳng hướng camera là con đường Hai Bà Trưng đi để đi ra trung tâm Sài Gòn. Đó, hướng này là Võ Thị Sáu cũng như Hiền Vương đi về công trường ngã sáu quận Bình Dân Chủ. Và tối nay thì mọi anh chị và các bạn ta tiếp tục cập nhật hình ảnh không khí Giáng sinh ở các khu xóm đạo nhà thờ. Hôm nay mình sẽ đi qua khu Tân Định. Gần đây có nhà thờ Tân Định nè. Đi lại xíu là có chợ Tân Định. Ở đây thì nhà thờ cũng được trang trí rất là hoành tráng. Chúng ta nhìn từ xa cũng có thể thấy nhà thờ cũng rất là lung linh ha. Chúng ta đi tối nay mình sẽ đi dạo một vòng nhà thờ rồi đi một vòng khu Tân Định rồi đi về. Không biết không khí đêm Giáng sinh ở các nơi cũng như ở khu vực của cô chú anh chị thì như thế nào ha. Ở Sài Gòn thì ở trung tâm thì rất là đông và đặc biệt những khu xóm đạo sẽ đông đúc. Ở đây những cửa hàng cửa hiệu ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng. Ở đây có hẻm 220. Con đường Hai Bà Trưng là một trong những con đường mà phải nói là có rất là nhiều những căn nhà mà người ta rao bán hoặc cho thuê. Ngày nay các cửa hàng cửa hiệu người ta đóng cửa đó, người ta trả mặt bằng. Theo thống kê thì có tới hơn 60.000 doanh nghiệp phải nói lời chia tay từ năm 2000, đầu năm 2023 cho tới bây giờ. Nhưng mà thôi thì tình hình chung là như vậy rồi ha. Nhìn về những cái tích cực, cái lung linh đêm Giáng sinh, mong cho một năm mới nó sẽ khá hơn. Mỗi khi đi tới đây là mình nhớ cái thời điểm dịch bệnh, mình đi lòng vòng vô nhà thờ người ta không cho mình vô. Đây có hẻm 230, có cô bán chè, nhìn ly chè thấy ngon quá ha. Wow, nhà thờ này trang trí hoành tráng quá. Đó, mà không biết người ta có cho mình vô không nha. Đừng nói không cho vô là quê độ lắm luôn á. Wow. Nhớ năm rồi thì như cũng có phun tuyết luôn, phun bong bóng. Rất là đặc biệt ha. Đó, năm nay có một cái tông màu khác nè. Có một cái hình ảnh mới nè, rất là đẹp ha. Buổi chiều là ở đây coi như người ta đi cái khu này người ta chụp hình đông lắm, với lại khu nhà thờ này du khách cũng rất là đông. Đường Hai Bà Trưng kẹt xe quá trời luôn. Đây có quán cơm gà Hồng Phát. Đối diện khu nhà thờ ha. Rồi vắng xe rồi, chúng ta qua đường thôi. Để hồi nữa là không qua đường nữa. Xe quá, xe đông quá. Phía trước nhà thờ nè. Đây có xe bán kẹo bông gòn ha. Nhìn thấy kẹo bông gòn là nhớ tuổi thơ liền. Ngày xưa đi học nhiều khi kẹo bông gòn mà không có tiền mua nữa. Các bạn này bán bánh nữa nè. Rồi chúng ta đi vô nhà thờ nha. Trong đây cũng có cái chỗ để gửi xe nè.
nhà thờ lung linh, lung linh đẹp xinh. À, đây có trưng bày những cái cây thông nè. Ở đạo Phật thì người ta gọi là thỉnh, còn đạo Công giáo gọi là gì Blanc TV quên à. Có gì cô chú anh chị nhắc giùm ha. Họ quá trời các loại đèn. Ồ, này này có chương trình gì đây? À, mình đi vòng. Dạ. Rồi. À, mấy hàng đá bên trong nè. Đây chương trình thánh lễ. Là qua không? À, sinh hoạt cho thiếu nhi thì 6 giờ ha, sinh hoạt cho người lớn thì 9 giờ tối lận. Ồ, này có cây sứ khổng lồ luôn. À, chúng ta sẽ đi lòng vòng các ngõ ngách, các khuôn viên của nhà thờ. À, những kiến trúc rất là đẹp ha. Là những phù điêu, một trong những nhà thờ cổ xưa ở Sài Gòn. Hang đá và dạ, bữa đây cũng là cái dàn sân khấu nè. Âm thanh ánh sáng khối đang được chuẩn bị. Nghe tiếng chuông vang lên ở nhà thờ đó. Khổng lồ luôn. À, đây tới khu nhà ăn Đức Mẹ Ban Ơn. À, rồi thôi chúng ta quay qua bên khu vực kia. Khung cảnh này nhớ nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt quá.
thờ rất là đẹp ha. Hang đá này người ta làm giống như thiệt cho nó. Đó, khu nhà Mục Vũ. Em đi tới nhà thờ Tân Định này cũng nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên của Long TV đi tới những cái khuôn viên này luôn á. Đó, khu nhà Mục Vụ nè. Ở trên là có, ở phía sau là phòng khám đa khoa Thánh Tâm Tân Định. Đó, khu này cũng thuộc nhà thờ luôn á ta. Ồ, ở đây được treo những cái dây đèn led rất là đẹp ha, lung linh quá. Đây là vô cái khu giáo xứ này thử. À, khu này có kiến trúc rất là đẹp ha. Ở đây còn rộng quá trời. Các cha ở đây còn trẻ quá ha. Nào dân chúa hồn cùng tâm ca.
đây cuối tuần người ta mới mở đèn ha. Ở đây thì mở đèn cuối tuần thôi. Còn hôm nay là giữa tuần mình ra cái dãy đèn phía trên nè. Nhà thờ vẫn chưa có mở. Nhà thờ cũng đang đi lễ. Do bên tôi không phải người theo đạo nên mình cũng không có hiểu. Mong quý anh chị thông cảm. Cái gì bổ sung thêm ha. Hôm nay mình sẽ đi khám phá, đi tham quan, đi cập nhật không khí Giáng sinh ở Sài Gòn. Đó, hồi năm rồi thì đi thời điểm cuối tuần, ở đây là có phun tuyết nữa nè. À, nhưng mà năm nay thì không thấy phun ha. Rồi thôi cái video clip dạo vòng ở khu nhà thờ Tân Định ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ mình sẽ dạo một vòng ở khu chợ Tân Định nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video clip ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip lần sau. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc.